Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 7, chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 14 ngày tạm dừng hoạt động do liên quan đến một ca nhiễm SARS-CoV-2 kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ. Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu đã nhanh chóng hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Sau hơn 14 ngày tạm dừng hoạt động, sáng nay tiểu thương chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức đã có mặt tại các lô sạp của mình để mở cửa buôn bán trở lại. Không khí phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt của tiểu thương. Chợ bỏ phong tỏa cũng là rất hứng khởi, chị em buôn bán rất là vui. Mở cửa trở lại trong thời điểm cả tỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của chính phủ, nên chỉ có 40 trên tổng số 180 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại chợ Sơn Bình được phép hoạt động. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh được tiểu thương và người đi chợ thực hiện nghiêm túc. Sau một thời gian là thấy yên ổn, là kiểu như là chợ có lại bình thường thì phấn khởi lắm. Giãn cách là kiểu như là cứ 2-3 người đứng cách xa nhau như vậy. Rồi khẩu trang là mình đeo cho cẩn thận vào, rồi là nước rửa tay khấn khoảng là kiểu như là cũng thực hiện đàng hoàng. Mình là người dân thì mình thấy dỡ phong tỏa đi chợ thì mình cũng thấy rất là mừng. Nói là giãn cách bán đứng cách xa vậy là cũng an tâm cho mình hơn, mình đi chợ cũng an tâm hơn. Để chợ Sơn Bình đi vào hoạt động an toàn sau thời gian phong tỏa, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Sơn Bình đã tổ chức 3 đợt phun hóa chất tiêu độc khử trùng trong khuôn viên chợ. Ngoài các biện pháp phòng chống dịch, địa phương còn bố trí lực lượng túc trực bảo vệ tài sản cho tiểu thương để trong chợ. Trước khi dỡ phong tỏa thì 5 ngày thì Ủy ban dân xã đã xây dựng một kế hoạch rất là cụ thể, phân công các anh em lực lượng cũng như là tổ chức thông báo cho bà con tiểu thương trước đó 5 ngày để bà con tiểu thương thứ nhất là chuẩn bị mua hàng hóa, thứ hai là dọn dẹp vệ sinh khu vực bán của mình, và xã cũng đã tổ chức khử khuẩn chợ 3 lần để đảm bảo khi mở ra chợ là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con kinh doanh buôn bán. Mọi hoạt động mua bán ở chợ Sơn Bình đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân, tiểu thương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các khuyến cáo phòng dịch để bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng.